con Phật tử giác đạo xin phát nguyện niệm trì 100 danh hiệu hồng danh chư Phật trong bộ kinh Vạn Phật, quyển thứ 12. Từ thứ tự một vạn 200 vị Phật đến thứ tự một vạn 300 vị Phật. Con chí tâm đảnh lễ, Nam mô Oai Đức Tần Đầu Thinh Vương Phật, Nam mô Đại Đạo Sư Phật. Nam Mô Thiện Hạnh Phật, Nam Mô Quang Minh Phấn Tấn Vương Quang Minh Phật, Nam Mô Lạc Thuyết Sơn Phật, Nam Mô Vô Trụ Phật, Nam Mô Sư Tử Điểu Phấn Tấn Phật, Nam Mô Công Đức Vương Quang Minh Phật, Nam Mô Công Đức Tràng Phật, Nam Mô Công Đức Tác Phật, Nam Mô Thánh Thiên Phật, Nam Mô Bảo Tràng Phật, Nam Mô Kim Cang Hiệp Phật, Nam Mô Nhất Thiết Thắng Phật, Nam Mô An Ổn Sắc Phật, Nam Mô Diệu Hạnh Phật, Nam Mô Ba Bà La Ta và La Phật, Nam Mô Phất Ba Kê Đâu Phật, Nam Mô Diệu Sắc Phật Nam Mô Tu Lô Giá Na Phật Nam Mô Lê Sư Quật Đa Phật Nam Mô Phá Phiền Não Phật Nam Mô Diệu Lực Phật Nam Mô Phu Hoa Phật Nam Mô Phất Gia La Phật Nam Mô Thiền Quang Phật Nam Mô Thánh Ký Tường Phật Nam Mô Sư Tự Oai Đức Phật Nam Mô Trụ Trí Đức Phật Nam Mô Bà Na Đa Hương Phật Nam Mô Thật Pháp Quảng Sưng Phật Nam Mô Đế Sa Phật Nam Mô Thế Giang Hỷ Phật Nam Mô Quảng Quang Minh Phật Nam Mô Bảo Sưng Phật Nam Mô Bảo Oai Đức Phật Nam Mô Phạm Oai Đức Phật Nam Mô Hiện Thinh Phật Nam Mô Hiện Hoa Phật Nam Mô Chân Thinh Phật Nam Mô Thiện Hạnh Sắc Phật Nam Mô Vi Tiếu Nhãn Phật Nam Mô Công Đức Sơn Phật Nam Mô Vân Thinh Phật Nam Mô Diệu Sắc Phật Nam Mô Mạng Oai Đức Phật Nam Mô Thắng Bộ Hạnh Phật Nam Mô Thế gian Cầu Phật Nam Mô Hàng Phục Oán Phật nam mô cúng dường phật nam mô hỷ trang nghiêm phật nam mô xá thi kê đâu phật nam mô phất nhược công đức quang phật nam mô đại oai đức phật nam mô đẳng bảo cái phật nam mô na la diên phật nam mô thành tựu hạnh phật nam mô ly ưu phật nam mô vô cấu hỷ phật nam mô vô cấu quang minh phật nam mô hậu kiên cố phật nam mô vô cấu vân vương phật nam mô vô cấu tý phật nam mô nghĩa thành tựu phật Nam Mô Thắng Bộ Phật Nam Mô Phạm Công Đức Thiên Vương Phật Nam Mô Hư Không Bộ Phật Nam Mô Diệu Trí Phật Nam Mô Pháp Bảo Phật Nam Mô Bất Không Kiến Phật Nam Mô Năng Hàng Phục Quang Phật Nam Mô Nguyệt Quang Phật Nam Mô Đại Nguyệt Quang Phật Nam Mô Phổ Quang Minh Phật Nam Mô Bảo Thắng Phật Nam Mô Phổ Quán Phật Nam Mô Bất Khả Số Kiến Phật Nam Mô Thông Chướng Phật Nam Mô Thanh Tịnh Quang Minh Bảo Phật Nam mô thiện tẩy thanh tịnh vô cấu thành tụ vô biên công đức thắng vương Phật. Nam mô bảo thắng vô cấu vương kiếp Phật. Nam mô Nang hàng phục quan Phật. Nam mô đệ nhất nhiên đăng Phật. Nam mô công đức bảo thắng Phật. Nam mô vô cấu quang <throat> minh Phật. Nam mô lạc thuyết trang nghiêm Phật. Nam mô vô cấu nguyệt kê đâu xưng Phật. phật. Yeah. Nam mô câu tô ma trang nghiêm Phật. Nam mô hỏa bộ Phật. Nam mô bảo thượng Phật nam mô vô úy quán phật nam mô sư tử phấn tấn phật nam mô ly bố úy phật nam mô bất kiếp nhược ly kinh bố phật nam mô kim cang oai đức phật nam mô phạm thắng thiên vương phật nam mô Thiền nguyệt phật nam mô quang minh vương phật nam mô kê đâu xưng phật nam mô diêm phù quang minh phật nam mô đa ma la bạc chiên đàn hương phật nam mô bất động phật nam mô di lưu sơn phật đem nhân duyên công đức lễ Phật này nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, tùy tiếng nói chúng sanh con và chúng sanh nguyện đều thành tựu. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. Trên đây một vạn ba trăm vị Phật vừa rồi là thời khóa con niệm hồng danh một trăm danh hiệu chư Phật trong bộ kinh Vạn Phật con xin hồi hướng tất cả những công đức tu học những công đức cúng dường chùa tháp ấn tống in kinh tạo tượng và làm những điều phước thiện lập công bồi đức con xin hồi hướng tất cả những công đức này trang nghiêm phước báu cầu siêu cho tất cả ba mẹ chị em ông bà cửu huyền thất tổ quá vãng chín đời mười kiếp nội ngoại hai bên họ mai và họ đổ đều được siêu thăng vãng sanh về cõi tây phương cực lạc con cũng nguyện hồi hướng cầu siêu cho tất cả những quý vị oan gia trái chủ oan gia nghiệp chứa nhiều đời nhiều kiếp cũng được thác sanh về cõi tây phương cực lạc Nguyện cầu cho quốc thế dân an thế giới thái bình, đất nước Việt Nam phồn thịnh, tất cả những thiên tai dịch bệnh đều được chuyển hóa và tiêu trừ. Và con cũng nguyện đem tất cả những công đức tu học này hồi hướng cầu an cho tất cả các anh chị em và các hàng con cháu, gia đình hưng thịnh, đoàn viên, phước tài lộc thọ, miên trường sở nguyện, sở cầu như ý, dồi dào sức khỏe. Con xin tạ ơn Hội đồng Thánh Thần Tiên Phật Tác Đại Chứng Minh, Nam Mô Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, Nam Mô Vô Thượng Hư Không Diêu Trì Kim Mẫu Dưỡng Sanh Bảo Mạng Vô Lượng Đại từ tôn, Nam mô vạn ban ngũ hành thánh mẫu nương nương, Tam tòa thánh mẫu tác đại chứng minh cho con. Con xin bày tỏ lòng biết ơn tạ ơn đất trời linh thiên Phật pháp soi sáng.